Chớ trả thù. Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Phải yêu kẻ thù. Matthew chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ trao hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai của mùa chay. Nếu Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chân dung của con người thật, chúng ta là những con người sợ chết đói, là những con người sợ bị bỏ rơi, không có sự an toàn, là những con người luôn luôn sợ bị ức hiếp. Và chính vì cái nỗi sợ đó mà Satan biết được, nó dục, hay nói đúng hơn cám dỗ, Chúa Giêsu hãy biến cục đá thành bánh mà ăn đi, hãy nhảy xuống đi, nếu Thiên Chúa yêu thương thì Thiên Chúa sẽ đỡ, và hãy bái lại Satan đi, để rồi nó cho vinh quang thế gian, để rồi chúng ta trở thành người thống trị, chúng ta trở thành người không còn tin tưởng Thiên Chúa, và chúng ta trở thành những người tham ăn đến mức độ có thể làm mọi sự để mình có của ăn và bất chấp nhân tính con người. Và trong cái tư thế con người thấp hèn đó, Chúa Giêsu đã đưa cho chúng ta một cái chìa khóa, đó là tin vào lời của Chúa, một lòng trung tín với Đức Chúa Trời, và Ngài đã vượt qua ba cơn cám dỗ lớn lao đó của cuộc đời. Hôm nay, con người Giêsu đó lại được giới thiệu một cách đặc biệt hơn khi Ngài dắt ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Chỉ với ba ông thôi, Thiên Chúa tỏ ra vinh quang rạng ngời của Ngài. Ngài biến hình, Ngài hiện diện ở giữa ông Môsê và ông Elia, tức là Ngài là đứng thâu gọi lề luật và các ngôn sứ,
tức là Ngài là chính vinh quang của Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là Thiên Chúa. Tuần trước là một con người phải đối phó với cám dỗ, thì ngày nay khi đã vượt qua được cám dỗ bởi tin vào lời Chúa và luôn luôn hướng về trời cao để trung thành với một Thiên Chúa duy nhất, thì con người Giê-xu đó trở thành vinh quang. Tất cả mọi lề luật và ngôn sứ quy tụ nơi Ngài. Chính con người chúng ta khi Thiên Chúa tạo dựng nên, Ngài cũng muốn chúng ta là vinh quang trọn vẹn như thế. Thánh giáo phụ Irene bảo rằng, con người sống là vinh quang của Thiên Chúa. Cái hình ảnh Chúa biến hình hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Con người Giê-xu đang quy tụ tất cả vinh quang Thiên Chúa nơi của mình. Và Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta một điều cụ thể hơn. Khi có tiếng từ trời phán với các tông đồ của Chúa Giê-xu rằng, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Ngài, ta hài lòng về người. Một vị từ khởi hành là một con người trong thân xác đã được quy tụ vinh quang Thiên Chúa lại và được chính Thiên Chúa xác nhận một người con yêu dấu và được Thiên Chúa hài lòng. Chúng ta vẫn cứ có cảm giác rằng vì Ngài là Thiên Chúa làm người nên tự thân Ngài là người được Thiên Chúa chúc phúc và Ngài là người luôn luôn vừa lòng Thiên Chúa. Nói như thế có phần đúng nhưng có phần sai. Đúng là bản chất Ngài là Thiên Chúa làm người, nhưng phần sai đó là khi nói như vậy, người ta muốn tách Giê-xu ra khỏi tương quan với con người của chúng ta mà quên rằng ngay từ đầu chính tôi, chính anh chị em ở đây là bởi Thiên Chúa mà ra, bởi Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, nên ngay từ đầu chúng ta cũng thuộc về thuộc tính Thiên Chúa. Ngay từ đầu chúng ta cũng có mặt vì lòng xót thương của Thiên Chúa, vì tình yêu thương của Thiên Chúa. Nên một cách nào đó Thiên Chúa cũng có thể nói với chúng ta rằng, đây là người con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Thế giới tội lỗi xâm nhập vào trong thế gian này, vào trong cuộc đời của chúng ta, và nó làm cho cuộc đời của chúng ta bị xáo trộn đến mức độ chúng ta quên rằng ngay từ ban đầu chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đến mức độ chúng ta không dám tin rằng chúng ta có thể đón nhận vinh quang của Thiên Chúa, và thậm chí sợ hãi Thiên Chúa. Đã đến lúc chúng ta phải trở về với cái căn tính thật của mình, mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu đánh thức chúng ta qua việc Ngài tỏ vinh quang ra cho các tông đồ. Ngài là vinh quang tuyệt vời của Thiên Chúa Cha, và chính chúng ta cũng sẽ trở nên như vậy nếu chúng ta dám bước đi trong lộ trình yêu thương mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta. Và trong tuần này chúng ta lại được mời gọi tiếp tục dấn bước để tai chúng ta sẽ được lắng nghe và được đón nhận điều mà Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về. Amen.